công ty động cơ giảm tốc, hộp số giảm tốc Minmotor xin kính chào quý khách. Sau đây, công ty chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị giảm tốc trục vít WPS có trục vào là cốt dương, trục ra là trục dương, trục ra vuông góc với trục vào. Đây là nguyên bộ giảm tốc WPS size 135 được gắn với motor 4kW 5 ngựa 5HP thông qua khớp nối bui nhông xít như thế này. Có tỷ số truyền là từ 1/5 cho tới 1/60. Tốc độ trục ra là từ 300 tới 23 vòng trên phút. Đường kính trục vào là 35mm và đường kính trục ra là 55mm. Chiều dài của trục ra là 95mm. Tổng chiều dài là 815mm và tổng chiều rộng là 330mm. Còn đây là kiểu lắp đặt motor nằm ở phía dưới, trục vào ở phía dưới, trục ra vuông góc với trục vào. Đây là kiểu motor nằm ngang, trục ra ngửa lên trời. Kiểu motor nằm ngang, trục ra cắm xuống mặt đất. Kiểu trục vít mặt bít, cốt vào và cốt âm nằm ở phía dưới, trục ra vuông góc. Đây là kiểu DA. Còn đây là kiểu DS có trục vào ở phía trên. Kiểu DO motor nằm ngang, trục ra ngửa trời. Kiểu DX trục ra cắm xuống mặt đất. Motor hiện giảm tốc chân đế GH. Motor hiện giảm tốc mặt bít GV. Đầu giảm tốc GHM chân đế GVM kiểu mặt bít. Motor giảm tốc Teco Hitachi của Nhật, Toshiba của Nhật, ABB của Đức. Quý vị cần thêm thông tin xin mời đến với kho hàng giảm tốc lớn nhất Việt Nam của công ty Minmotor, địa chỉ 163 quốc lộ 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh, số điện thoại 0981676163.